Luxury House hân hạnh giới thiệu tới mọi người hai sản phẩm không thể thiếu trong ngôi nhà của bạn. Kệ xoay đa năng đơn giản, tiện ích, nhỏ gọn. Kệ xoay vuông đa năng thiết kế đơn giản, gọn gàng, phù hợp với không gian bếp của gia đình bạn. Phiên bản nâng cấp vuông, tăng thể tích chứa gấp 1,5 lần so với kệ hình tròn, giúp đựng được nhiều đồ hơn, nhà bếp gọn gàng hơn, với thiết kế các ngăn sô le nên mở ra rất dễ dàng và thuận tiện. Bề mặt được gia công tỉ mỉ không cắt tay, thiết kế lưới dày dặn, thông thoáng, đảm bảo rau, củ, quả để trong giá không bị hỏng, không bị ẩm mốc. Tùy vào loại rau củ quả mà bạn có thể đặt vào từng ngăn khác nhau. Bánh xe xoay 360 độ tăng tính linh hoạt, tiện lợi khi di chuyển và vệ sinh. Khóa chốt cố định bánh tại một vị trí. Sản phẩm được chế tạo từ thép carbon 4 lớp, sơn tĩnh điện siêu bền, siêu chống thấm, chống ăn mòn, cho phép tải trọng lên đến 180 kg. Kệ xoay đa năng được thiết kế với tông màu đen thời thượng và hiện đại, thích hợp với mọi không gian trong gia đình bạn. Kệ xoay đa năng, một sản phẩm không thể thiếu trong gia đình bạn, đơn giản, tiện ích, nhỏ gọn, sức chứa lớn. Ưu đãi lên đến 30% và miễn phí vận chuyển toàn quốc ngay trong ngày hôm nay. Tuyển đại lý, cộng tác viên phân phối kệ xoay đa năng trên toàn quốc. Sản phẩm đa năng thứ hai, kệ để bát đĩa đa năng. Hô bính căn bếp bừa bộn thành gọn gàng với kệ đựng bát đĩa đa năng cao cấp. Được làm bằng thép carbon với 3 lớp sơn tĩnh điện siêu chống nước, chống rỉ, chống xước, giữ cho sản phẩm luôn mình đẹp như mới. Với thiết kế lòng đựng bát rộng cho phép bạn thoải mái đựng bát đĩa hoặc đồ gia dụng trong bếp, giúp bạn tiết kiệm đến 90% diện tích không gian bếp. Với sức chịu lực lớn lên tới 60 kg, khung sườn bền đẹp, chắc chắn. Chân kệ bám chắc với đầu mút tạo độ chắc chắn chống trơn trượt. Tầng trên bạn có thể tận dụng không gian để đựng dụng cụ trong nhà bếp. Ngoài ra ngăn dưới giúp bạn sắp xếp chén, bát, đĩa. Bên cạnh còn thiết kế khay đựng dao vô cùng tiện lợi. Cộng với đó là khay đựng đũa, thìa nhỏ gọn, sạch sẽ. Phía dưới bạn có thể để nước rửa chén, thớt vô cùng hợp lý và thuận tiện. Thiết kế linh hoạt, tiện lợi, từ nay bạn không cần mệt mỏi tìm bát đũa, không cần loay hoay tìm đồ đạc, đồ gia dụng nữa vì đã có kệ đựng bát đĩa đa năng. Nhanh tay comment lại số điện thoại hoặc inbox vào fanpage để được nhận tư vấn chi tiết. Chúc các bạn tìm được sản phẩm ưng ý. Hân hạnh kính mời quý khách đến tại địa chỉ số nhà 166, đường Nguyễn Tất Thành, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc để trải nghiệm thực tế sản phẩm và được nhân viên tư vấn cụ thể. Luxury House tuyển đại lý và nhà phân phối trên toàn quốc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách hàng.